Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 16 tháng 5 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với các nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên lão thành. Khánh Hòa tập trung triển khai quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư. Khánh Vĩnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên lão thành của huyện Diên Khánh và thành phố Cam Ranh. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng đợt 19 tháng 5 cho đảng viên Đỗ Đức Khái, sinh năm 1931, sinh hoạt tại chi bộ Đông Môn 3, đảng bộ thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, và đảng viên Cao Ánh Đăng, sinh năm 1929, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Lợi Thủy, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng. Kính chúc các đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xúc động được đảng và nhà nước trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, các đảng viên lão thành rất vinh dự và tự hào, cho biết sẽ luôn là tấm gương sáng để con cháu và gia đình noi theo, góp phần phát triển đất nước giàu mạnh. Chiều nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nghe báo cáo tình hình cấp điện mùa khô năm 2023, phương án cung cấp điện, ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 397. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, do nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng điện toàn tỉnh tăng cao. Tính từ đầu năm đến nay, công suất tiêu thụ cực đại toàn tỉnh đạt 456 MW, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 4 năm 2023, sản lượng điện tiêu thụ là 227 triệu kWh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao trong các tháng nắng nóng sắp tới, ước tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022. Do đó, công ty đã đề ra các biện pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ, có văn bản chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng. Yêu cầu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tính toán thời gian cắt điện hợp lý, phân bổ điều tiết điện hiệu quả, khoa học, công bằng, chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Song song đó, làm việc với các nhà máy điện mặt trời để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, phục vụ các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch đến với Nha Trang Khánh Hòa. Chiều nay tại thành phố Nha Trang, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội thành lập và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ thứ nhất 2023-2028. Đến dự có các ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thành lập theo quyết định số 1033 ngày 11 tháng 5 2023. Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực Khánh Hòa. Hiệp hội hiện có 68 hội viên là các cá nhân và doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực. Hiệp hội ra đời nhằm tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, tham gia tư vấn cho chính quyền, xây dựng chiến lược văn hóa ẩm thực của địa phương, tham gia xây dựng tiêu chuẩn, định chuẩn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại đại hội, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định thành lập cho đại diện Hiệp hội, đồng thời bày tỏ mong muốn Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa sẽ là tổ chức xã hội nghề nghiệp vững mạnh, góp phần quảng bá nền ẩm thực của tỉnh nhà đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban chấp hành, thông qua phương hướng nhiệm vụ và chủ trương hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng nay, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì làm việc tại huyện Cát Sơn về tình hình thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, cùng dự làm việc có đại diện các sở ngành trong tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, huyện Khánh Sơn được ngân sách trung ương hỗ trợ 17,7 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, thực hiện 10 công trình.
Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt 21% kế hoạch. Về nguồn vốn sự nghiệp triển khai các dự án của chương trình, huyện được cấp kinh phí đợt 1 năm 2023 là 6,4 tỷ đồng. Về chương trình giảm nghèo bền vững, năm 2023, huyện Khánh Sơn được giao trên 85 tỷ đồng triển khai 6 công trình trọng điểm trên địa bàn. Tỷ lệ giải ngân đạt 33% kế hoạch. Vốn sự nghiệp thực hiện chương trình giảm nghèo, Ủy ban Nhân dân huyện đang trình phân bổ gần 900 triệu đồng cho các đơn vị thực hiện. Hiện nay, việc triển khai các chương trình gặp vướng mắc, huyện kiến nghị tỉnh và các sở ban ngành có văn bản hướng dẫn giúp địa phương tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là đối với 17 tiểu dự án thành phần của cả hai chương trình. Phát biểu làm việc, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Khánh Sơn phối hợp với các sở ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình, tăng cường tuyên truyền để người dân tích cực cộng tác với chính quyền địa phương thực hiện tốt các dự án đang triển khai, nghiên cứu những mô hình mới như thành lập các tổ nhóm lao động để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương cần thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra. Chiều nay, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Theo báo cáo, dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có chiều dài tuyến khoảng 31,5 km qua 8 xã phường của thị trấn Ninh Hòa. Đến thời điểm này, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu một số gói thầu. Về nguồn vật liệu, bãi chứa, đổ vật liệu thừa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất chấp thuận 4 mỏ đất đắp, mỏ đá, 3 mỏ cát. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất 23 bãi đổ thải. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh mới có văn bản đề xuất bổ sung thêm 24 bãi chứa vật liệu thải để phục vụ cho dự án. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cũng đã hoàn chỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xem xét. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, thị xã Ninh Hòa đã hoàn thành đo đạc đối với 2.130 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt 100%, kiểm kê 496 trường hợp, đạt 54,62%, xác minh nguồn gốc đất 61 thửa đất, đạt 2,86%. Địa phương đang triển khai thủ tục để xây dựng khu tái định cư Hà Thanh, Ninh Đa cho 185 hộ. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải phân tích tồn tại hạn chế, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án giải quyết để dự án khởi công trước ngày 30 tháng 6. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng, dự toán theo ý kiến góp ý của các đơn vị để trình thẩm định phê duyệt trước ngày 30 tháng 5. Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung các vị trí bãi đổ vật liệu thải phục vụ dự án. Thị xã Ninh Hòa tăng cường giải phóng mặt bằng, hoàn thành quy hoạch xây dựng khu tái định cư Hà Thanh Ninh Đa. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện một số quy hoạch lớn, cụ thể là bước triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư, xem xét, thẩm định những dự án tại các vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với quy hoạch chung tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch. Cả hai quy hoạch lớn đều cập nhật định hướng của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Riêng đối với khu kinh tế Vân Phong, huyện Vạn Ninh sẽ trở thành đô thị du lịch sinh thái biển cao cấp. Thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị công nghiệp gắn với cảng biển. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đang tổ chức lập các quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung, làm cơ sở kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện các dự án tại khu kinh tế. Trên cơ sở phê duyệt các quy hoạch phân khu, thì sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái công bố danh mục để mà thu hút các dự án cụ thể vào khu kinh tế theo định hướng của tỉnh ủy tại Nghị quyết 25 năm 2022. Cái thứ ba là sẽ tham mưu tỉnh giao cho địa phương, cụ thể là huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, tập trung cái việc xây dựng các khu tái định cư để hỗ trợ cho cái công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Về hạ tầng kỹ thuật xã hội á, thì căn cứ theo cái danh mục ưu tiên mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có ban hành thì sẽ triển khai cái việc đầu tư theo đúng cái lộ trình và giai đoạn mà tỉnh giao cho ban.
Ngoài khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thu hút đầu tư ở hai vùng kinh tế trọng điểm còn lại là Vịnh Nha Trang và Vịnh Cam Ranh. Trong đó, thành phố Nha Trang sẽ trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò cực tăng trưởng quan trọng, cửa ngõ hội nhập quốc tế của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực Vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, trong đó phát triển thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch, logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. Dựa vào ba vùng động lực, tỉnh Khánh Hòa thu hút đầu tư ba trụ cột kinh tế, gồm dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đồng thời sẽ cụ thể hóa chính sách ưu đãi đặc thù, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Khánh Hòa đã được xếp hạng thứ 16 và tăng 28 bậc so với năm 2021. Cùng với đó là chỉ số BABY cũng đã được xếp thứ hạng là 16 và tăng 24 bậc. Đây là những cái nền tảng ban đầu, cũng như là trong thời gian đến tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường cái việc cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục công tác cải cách hành chính để mà góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cái nhà đầu tư khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng như thực hiện các cái thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban tỉnh công bố cái cổng thông tin xúc tiến đầu tư. Đây là một cái công cụ quan trọng để giúp cho tỉnh triển khai các cái hoạt động xúc tiến đầu tư. Thời gian tới, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện các đồ án quy hoạch của thành phố Nha Trang và khu đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa triển khai lập và thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Đây là bước cụ thể hóa các quy hoạch được phê duyệt, là nền tảng quan trọng để thu hút nhà đầu tư, nhằm khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong chương trình tuyên truyền tập huấn về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức tuyên truyền đến người dân xã Khánh Nam và xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh. Với sự phối hợp của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cùng Ủy ban Nhân dân các xã, báo cáo viên đến từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin tuyên truyền đến người dân về thực trạng các tệ nạn xã hội hiện nay, một số vấn đề cần quan tâm trong phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, từ các vụ việc nhẹ lương cao, cạm bẫy của những kẻ lừa bán người diễn ra trong thời gian gần đây, đến tác hại của việc sử dụng các chất gây nghiện, tệ nạn ma túy, mại dâm, v.v. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội phù hợp với địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó mỗi người có kiến thức, kỹ năng để phòng chống tệ nạn xã hội trong gia đình, góp phần cùng toàn dân xây dựng đời sống văn hóa. Là một huyện miền núi đang phát triển về nhiều lĩnh vực, Khánh Vĩnh đã và đang thực hiện các chương trình hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, triển khai hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện. Cùng với đó tuyên truyền về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, v.v. và duy trì xã thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm các hoạt động giáo dục giới tính RA, kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại tỉnh Khánh Hòa, sau một năm thí điểm, chương trình này tại 19 đơn vị mầm non trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Chương trình giúp trẻ tự tin, mạnh dạn hơn, có kiến thức cơ bản về giới tính, về cơ thể của mình và kỹ năng cần thiết để phòng tránh, tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại. Song song đó, nhận thức của nhiều phụ huynh về vấn đề giáo dục giới tính cho con trẻ bước đầu đã có sự thay đổi. Phụ huynh quan tâm, phối hợp cùng với nhà trường giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại cho con em. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Với mong muốn khắc phục cũng như hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, từ năm 2016 đến 2018, Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục đã xây dựng hoạt động này. Sau gần 2 năm triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã gặt hái nhiều thành công và được triển khai giảng dạy chính thức trong chương trình năm học 2022-2023 tại các trường mầm non. Trước tình trạng chó thả rông ở đô thị gây ra nhiều mối nguy hiểm về bệnh dại, ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông, sáng nay Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang đã tổ chức ra mắt đội chuyên trách xử lý chó thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại. Đây là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm mô hình quản lý vật nuôi của thành phố Nha Trang.
Theo phê duyệt, đội chuyên trách xử lý chó thả rông và động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại của phường Vĩnh Nguyên có 8 thành viên, gồm cán bộ địa chính, thú y, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ của xã. Đội có nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu để quản lý việc nuôi chó đi vào đề nếp, phát hiện, xử phạt chúng nuôi không xích, rọ mõm chó nơi công cộng, ngăn chặn nguy cơ chó dữ tấn công người, phòng chống dịch dại. Sau khi thành lập, đội sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động về chủ trương, chính sách và quy định về quản lý nuôi chó và tiêm vaccine dại cho chó, xử lý các trường hợp vi phạm, không tuân thủ quy định về quản lý chó nuôi, tiêm vaccine dại cho chó, tổ chức thống kê quản lý số lượng đàn chó trên địa bàn, phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức tập huấn kỹ năng bắt chó thả rông để đảm bảo an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ. Sau khi trang bị đầy đủ phương tiện và nghiệp vụ, đội sẽ tiến hành tuần tra bắt giữ chó thả rông và xử lý theo quy định. Phường Vĩnh Nguyên là địa phương đầu tiên được chọn triển khai thí điểm mô hình quản lý vật nuôi của thành phố Nha Trang. Dự kiến sau khi triển khai thành công, thành phố sẽ nhân rộng mô hình ra các xã phường khác. Trước năm 2020, thành phố Nha Trang cũng đã lập các đội bắt chó thả rông. Tuy nhiên, chó sau khi bị bắt, thiếu nơi trông giữ, quy trình xử lý gặp khó khăn nên mô hình này dừng lại. Theo tin báo từ người dân, vào lúc 4 giờ 21 phút sáng nay, tại kiosk bán hàng của bà Trần Thị Thu Hương ở chợ Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh đã xảy ra hỏa hoạn, làm cháy rụi hoàn toàn khoảng 3m². Đám cháy đã lan truyền sang khu vực kho chứa hàng có diện tích khoảng 12m², làm cháy hết các vật dụng hàng hóa trên kho hàng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 5 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm địa hình đèo dốc quanh co, sự phân bố dân cư không đồng nhất, trong đó chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, nên việc tiếp nhận, thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông còn hạn chế. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn huyện rất cao. Trước thực trạng này, Công an huyện Khánh Vĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn. Quốc lộ 27C nối Nha Trang, Đà Lạt, Lâm Đồng, đoạn đi qua huyện Khánh Vĩnh có chiều dài 29,95 km. Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường này có rất đông phương tiện giao thông lưu thông, trong đó chủ yếu khách du lịch đi từ Nha Trang, Đà Lạt và ngược lại. Vì vậy, chỉ sau một thời gian được đưa vào lưu thông, dọc tuyến đường đã xuất hiện nhiều hàng quán, nhà cửa. Từ đó, vấn đề an toàn giao thông trở nên phức tạp hơn. Đáng lo ngại nhất là tình trạng sạt lở cục bộ vào mùa mưa gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi đường. Theo thống kê, quốc lộ 27C qua địa bàn tỉnh có 15 vị trí thường xuyên xảy ra sạt lở đất, trong đó có 5 vị trí đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra sạt lở đất đá khối lượng lớn. Bên cạnh đó, do địa hình chia cắt, nhiều tuyến đường đèo, dốc quanh co, dân cư không đồng nhất nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đoạn đường quốc lộ 27C với chiều dài khá lớn, có độ dốc cao và nguy hiểm với cái sườn núi đồ dốc và nhiều khúc quanh co. Ngoài ra thì địa bàn Khánh Vĩnh cũng là cái địa bàn có nhiều đường liên thôn, liên xã, đường tỉnh và giáp nhiều cái địa bàn giáp ranh như Diên Khánh, Ninh Hòa, giáp với tỉnh Lâm Đồng. Mật độ dân cư thì tuy thưa thớt, tuy nhiên là do cái ý thức chấp hành pháp luật của bà con cũng chưa cao, cho nên là dẫn đến là cái nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông vẫn còn nhiều. Thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, toàn huyện Khánh Vĩnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 5 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2021. Tuy nhiên, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, địa phương này đã ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 2 người bị thương, tăng 100% cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình hình này, Công an huyện Khánh Vĩnh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung lực lượng, trang thiết bị, tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm trên tất cả tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách. Trong tháng vừa qua, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Khánh Vĩnh đã tuần tra kiểm soát 174 lượt phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 98 trường hợp. Trong đó, 13 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 42 trường hợp chạy quá tốc độ, 31 trường hợp vi phạm khác. Hành vi nổi cộm nhất là chạy quá tốc độ quy định, chạy có xe chở quá tải trọng, xe vi phạm, người điều khiển xe vi phạm có nồng độ cồn. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản và xử lý các trường hợp là người dân tộc thiểu số, trong đó nổi cộm nhất là
không đội mũ bảo hiểm, đi xe không có bằng lái. Song song với công tác tuần tra xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đẩy mạnh tuyên truyền với hình thức phù hợp, linh hoạt để người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số dễ nắm bắt. Ngoài ra, để triển khai thực hiện tốt năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã có văn bản chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vận động người dân không lấn chiếm hành lang đường bộ, lòng đường, vỉa hè làm nơi tụ tập họp chợ gây mất an toàn giao thông, tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi cố tình vi phạm để tạo tính răn đe, góp phần kiềm chế thấp nhất sự gia tăng tai nạn giao thông từ đây đến cuối năm. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.